Báo cáo cho thấy tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2023 gần 10.460 tỷ đồng, đạt 83% dự toán trung ương, đạt 72% dự toán địa phương, bằng 87% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế phí và lệ phí thu trên 6.610 tỷ đồng, đạt 90% dự toán trung ương, đạt 77% dự toán địa phương. Thu từ đất nhà trên 1.400 tỷ đồng, đạt 47% dự toán trung ương, đạt 41% dự toán địa phương. Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết 1.645 tỷ đồng, đạt 110% dự toán trung ương và đạt 103% dự toán địa phương. Kết quả đạt được này là do ngành thuế Lâm Đồng bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, triển khai kịp thời hiệu quả các gói hỗ trợ và giải pháp điều hành của chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, đơn vị cũng đã đẩy mạnh thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế theo chuyên đề, tập trung vào một số ngành nghề hoạt động có rủi ro, có nguy cơ vi phạm cao như tài chính, bất động sản, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp hoàn thuế và tập trung thanh tra kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết lớn, nhóm đối tượng có nhiều dư địa khai thác nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ, hậu kiểm sau khoanh xóa nợ. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách hơn 10 tháng cũng cho thấy những khó khăn như thị trường bất động sản bị trầm lắng, hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề nợ động thuế còn cao, làm ảnh hưởng đến kết quả thu chung. Sau khi nghe báo cáo cùng các ý kiến kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Ngọc Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều. Trong khi đó, số thu dự toán trung ương giao còn phải thu trên 2.160 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ cũng hết sức khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi ngành thuế Lâm Đồng cần phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023.